Hôm nay mình ăn sáng cùng với ngũ cốc và sữa hạt nhân, thêm một trái chuối nhỏ nữa cho no bụng để mà chuẩn bị đi tiêm. Đồ mình mang theo là một bình nước, thêm bịch bánh sợ phải đợi lâu rồi đói bụng, bóp và chắc chắn là phải có chứng minh nhân dân, rồi thêm khẩu trang, khăn giấy, một chai nước rửa tay và một cây bút. Rồi vậy là lên đường và háo hức được tiêm. Tới nơi sau khi điền giấy này kia, khai báo y tế thì được dán một cái sticker. Rồi qua các bước khám sàng lọc, đo huyết áp này kia thì cuối cùng cũng được tiêm. Nhỏ lớn thì mình không có sợ kim tiêm, mình còn thích nhìn coi thử cái kim nó chích vào như thế nào nữa. Nhanh gọn nhói một cái là xong. Rồi ngồi chờ sau tiêm 15 phút đo lại huyết áp là xong được về. Không quên ghé mua thuốc hạ sốt với lại là xê sủi. Về nhà thử bắt chước mấy bạn nè, gắn muỗng được luôn. Mình gắn mỗi tay 3 cái muỗng nặng và cả hai tay đều gắn được. Rồi uống ngay một viên xê sủi. Phải bổ sung vitamin C và cũng phải uống nhiều nước nữa. Bữa trưa thì mình ăn cơm bình thường ngon miệng, rồi ăn nhiều trái cây, hôm nay thì có thanh long đỏ nè. Và chắc chắn là không có quên uống nước rồi. Nghe cũng biết là có nhiều kiểu người sau tiêm, nên là mình cứ chuẩn bị tinh thần bổ sung nhiều thức ăn cho cơ thể. Chiều tối thì mình có ăn thêm một trái táo nữa, thích ăn táo cắn kiểu này, thấy ngon hơn hẳn luôn. Ăn cơm xong thấy chưa no, còn uống thêm một ít sữa hạt nhân nữa. Và triệu chứng của mình thì là bị khó chịu đau bụng. Sau 7 tiếng thì bắt đầu hâm hấp sốt. Còn sau 10 tiếng thì là bây giờ nè, bắt đầu sốt rồi, tầm 38 độ. Và bắt đầu nặng đầu và mỏi người. Đi nằm đây, mai mà khỏe thì lại quay video tóm tắt một ngày sau tiêm nha. Tiếp tục câu chuyện hồi sáng hôm qua đi tiêm, sau đúng 12 tiếng là nó phát sốt. Nó làm một cái ào là lên tới 38 độ 5. Bò dậy uống ngay một viên sủi hạ sốt nè. Mình cực kỳ ghét uống cái này luôn. Vị nó lợ lợ rất là ghê. Một cách để hạ sốt từ nhỏ tới giờ mẹ mình hay làm là lấy chanh chà vào lòng bàn tay và lòng bàn chân, rồi dội tay với chân bằng nước nóng, rồi lấy khăn ấm và lau người lại. Là một cách hạ sốt rất là hiệu quả luôn. Nhưng mà sốt bình thường chớ sốt vì vaccine như vậy nó vật quá trời. Đắp khăn rồi nằm tận hưởng cơn sốt nè. Mà hôm qua mình rất là đói, nửa đêm đói quá phải mò dậy ăn cái bánh mì hoa cúc bị bẹp lép. Không có được để đói nên là phải ráng ăn. Tới 3 giờ sáng thì vẫn sốt tầm 38 độ 7 nên là phải bò dậy uống một viên sủi hạ sốt nữa. Kèm theo đó là nhức mỏi ê ẩm toàn thân rồi, đầu thì nó cũng rất là nặng. Và cánh tay chỗ mà tiêm á rất là đau, giơ lên là đau lắm. Sau đó thì ráng ngủ, 7 giờ sáng dậy đo thử thì còn 37 độ 7. Tới 8 giờ rưỡi đo lại một lần thì 38 độ 9. Ăn chén cháo cùng với một ít muối cho nó dễ tiêu, rồi uống thêm viên hạ sốt nữa. Ráng ăn thêm một ít trái cây nè. Nay là hết cạp nổi rồi, cắt luôn cho khỏe. Trưa thì mình ăn cháo ngũ cốc nấu với cà rốt với lại thịt bằm, thêm hành lá với lại nhiều tiêu. Ăn cháo nóng toát mồ hôi cũng đỡ mệt, rồi phải uống nhiều nước nữa. Và giữa căn phòng Sài Gòn 1 giờ trưa, đóng kín cửa tắt quạt mà chùm mền kín mít, trời nó lạnh buốt, nó lạnh kinh khủng luôn. Đang ngủ 3 giờ chiều giật bắn người vì sốt quá cao. Phải bò dậy ăn thêm một ít cháo nữa để rồi uống thuốc. Mà tới đoạn này thì chán ăn, ngán lắm rồi, nuốt không vô. Cái sốt của nó rất là khó chịu, lúc thì nóng kinh khủng, lúc thì lạnh buốt. Rồi ăn thêm một ít cà chua sô-cô-la, hên là ăn cà chua thì thấy ngon miệng. Chiều buồn miệng thèm ăn vặt, lôi một ít khô gà vắt tắt ra ăn. Và buổi tối thì mình ăn mì ý sốt thịt heo, tại vì nhà không có thịt bò bằm. Đo nhiệt độ lại thử thì có giảm rồi nhưng mà cũng còn 38 độ 5. Mọi người cũng phải ráng dậy để đi bộ tới lui một xíu ở trong phòng, đừng có nằm hoài mệt người lắm. Phần cuối câu chuyện đi tiêm vaccine mũi 1. Tối hôm qua ăn cơm xong thì mình đo nhiệt độ là 38,5. Mệt chứ cũng phải coi phim, chờ mãi tới thứ năm để gặp mấy giáo sư mà. Rồi khoảng 11 giờ đêm mình lại sốt. Này mới thật sự là kỷ lục nè. Dậy uống ngay một viên sủi rồi lại đi lau người bằng khăn ấm. Tối hôm qua thì mình lại rất là nóng và toát nhiều mồ hôi. Ráng một hồi thì cũng ngủ được, ngủ một giấc thật là ngon, tới sáng đo lại thì hết sốt rồi. Nhưng mà người thì vẫn còn ê ẩm với lại là vẫn còn nhức đầu. Kiểu như mắt chỉ được nhìn một hướng thôi, chứ nhìn hướng khác là rất là nhức đầu. Ăn sáng với nồi cháo hôm qua còn, rồi uống viên Bara cho đỡ đau đầu. Và chắc chắn là không quên uống C với lại uống nhiều nước. Trưa thì hơi hâm hấp khoảng 37 độ rưỡi. Hôm nay lờ đờ rất là mệt nhưng mà tới chiều thì hạ sốt hoàn toàn. Bạn mình là bác sĩ nói là có thể dùng nước ấm chườm cái chỗ tiêm cho đỡ đau. Nhưng mà bắt buộc là hết sốt rồi thì mới được làm. Mọi người cứ tiêm đi, không có sao cả. Sốt là phản ứng của cơ thể với thuốc rất là bình thường. Cũng tùy loại thuốc và tùy người nữa chứ không phải là ai cũng sốt. Mình làm video là để mọi người biết, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị sẵn thuốc. Thuốc hạ sốt, C nè, uống nhiều nước, bổ sung vitamin C qua nước chanh, nước cam này kia. Và chuẩn bị khăn ấm để lau người khi mà bị sốt. Nhớ cả mặc đồ thoáng mát và vận động nhẹ nữa, đừng có nằm hoài, rất là mệt người. Nên là đi tiêm đi, không có sao đâu. Đừng nói là xem video sợ rồi không dám tiêm thì oan cho mình lắm. Chuyện đi tiêm vaccine mũi 2. Trước khi đi tiêm thì mình uống một viên C đã nè. Mũi 1 mình tiêm Astra nên sau 2 tháng thì mới tiêm mũi 2. Nên là xe cũng sau 2 tháng mới được chạy. Hên là bữa có xuống nổ máy xe nên là xe vẫn chạy tốt. Bữa mình đi tiêm trời nóng nó hầm mệt kinh khủng luôn. Chờ tầm 20 phút thì cũng được tiêm rồi. Mũi 2 thì mình cũng tiêm là Astra luôn. Vậy là đã có thẻ xanh. Về nhà thì cũng thử gắn muỗng liền nè. Và cũng được y như mũi 1. Đợt tiêm mũi 1 mình bị hành sốt tơi tả.
nên lần này cũng chuẩn bị sẵn C với lại là viên sủi hạ sốt. Buổi tối thì mình ăn cơm tấm nè, cơm tấm ở đây rất là ngon. Hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ kêu chả có cần kiêng gì cả nên cứ ăn đi. Ăn cơm xong thì mình ăn thêm một ít thanh long. Thanh long vỏ vàng này rất là ngon. 7 tiếng sau tiêm thì mình nhức đầu. Nhức đầu cũng nhiều nên uống một viên Bara vào. Và buổi tối đó thì đói bụng, nên là mình ăn bánh linh tinh này kia rồi ăn thêm một hộp sữa chua nữa mới đi ngủ được. Ngủ một giấc tới sáng êm ru luôn. Ngày hôm sau thì cũng không có bị sốt gì cả. Vẫn nhớ uống đủ C, rồi ăn thêm nhiều trái cây này kia và uống thật là nhiều nước. Riêng mình nha, cả hai mũi đều là Astra. Mũi 1 bị hành sốt gần 40 độ. Còn mũi 2 thì chỉ nhức đầu, với lại ngày hôm sau tiêm thì chỉ mệt và đờ người thôi. Mình thấy bạn bè mình cũng vậy. Cả hai mũi Astra, mũi 1 mà bị hành á thì mũi 2 bình thường. Còn mũi 1 mà không có bị hành thì chắc chắn là mũi 2 sẽ bị hành.